Đây, và trên tay tôi đang là Jean-Paul Gaultier Le Beau Paradis Garden. Vâng, một trong những chai nước hoa cũng mới ra mắt trong cái năm vừa rồi của nhà Jean-Paul Gaultier. Có một cái điều mà rất nhiều bạn hỏi mình, đó là anh ơi, chai nước hoa này theo như quảng cáo là nó hoàn toàn có thể được sử dụng mùa hè. Thì trên góc độ của anh, chai nước hoa này dùng được hay không? Thì toàn bộ mình sẽ giải thích ở trong video lần này. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Trước tiên thì có lẽ chúng ta phải nói qua một chút về nhà Jean-Paul Gaultier, một trong những nhà hương mà mình thấy đến thời điểm hiện tại qua tất cả những sáng tạo của họ, đâu đó khoảng tầm của Nam trong cái bộ sưu tập này đâu đó gần 50 mùi, tầm trên dưới 50 mùi thì phải. Và của nữ thì cũng nhiều hơn, khá nhiều, ngoài ra còn bộ Scandal các kiểu. Và cái nhà hương này thì đến thời điểm hiện tại mình phải công nhận rằng, mình phải tôn trọng rằng nó là một nhà hương giữ được một cái DNA không bị đi theo thời cuộc. Tại sao mình lại nói như thế? Như các bạn biết, đó là trong cái số talk show gần đây nhất của mình với anh Tùng, thì các bạn cũng có thể thấy rằng xu hướng trend mùi hương đang dần dần thay đổi. Chúng ta nhận thấy nó rõ rệt. Nhưng mà riêng cái nhà Jean-Paul Gaultier thì các bạn sẽ thấy rằng nhà hương này vẫn theo một cái DNA chủ đạo xuyên suốt, đó là ngọt với độ bám tỏa rất tốt, mùi trẻ trung, thu hút. Và mỗi một năm thì họ luôn luôn ra những cái sáng tạo mới, thậm chí rằng một năm đôi khi còn hai mùi hương liền. Và có một cái rất lạ rằng họ không bị cuốn theo trend. Đây là một cái khá là lạ. Tại vì chúng ta có thể thấy những cái nhà designer ấy, họ có xu hướng bắt trend rất nhanh, đặc biệt là với những cái chai mà đang có cái xu hướng phổ thông ở trên thị trường, tạo được làn sóng mới, như là mùi của xạ, như là mùi của cái nét ngọt. Nhưng mà Jean-Paul Gaultier thì lại không như vậy. Đây là một cái mà chúng ta phải respect dù chúng ta có thích hay không thích thương hiệu này. Chúng ta quay trở lại nhân vật chính ngày hôm nay, đó là Jean-Paul Gaultier phiên bản Le Beau Paradis Garden. Le Beau thì chúng ta đã có hai phiên bản đi trước. Le Beau phiên bản gốc mình cũng đã có review khá là lâu rồi. Năm ngoái thì tôi nhớ không nhầm là tôi có làm cái Le Beau Le Parfum này, cũng là một cái mùi hương với cái nét ngọt được xây dựng xung quanh mùi của dừa cùng với vanilla. Và con này thì cũng đã làm rất kỹ rồi, các bạn có thể xem lại ở trên kênh dùng vào thời điểm nào ra sao. Các bạn có thể ngó ở đây nhá, hai cái thiết kế của hai chai nước hoa này. Đó, cái size thì gần như là giống nhau, chỉ khác một chút về màu thôi. Có một cái mà tôi rất là hay ho khi mà các nhà hương đang mải mê đổi những cái sáng tạo của mình làm theo trend, thì trong Jean-Paul Gaultier họ tạo ra một cái thiết kế chai không đụng hàng với ai. Và cái việc của họ đó là tạo ra những cái phiên bản flanker thay đổi một chút về màu sắc, cái điểm nhấn che, rồi có thể là khoác thêm áo hoặc là cái hộp, những các thứ nó cũng thay đổi. Rất là thông minh. Đây là một cái định hướng mà từ những năm 1990 mấy, khi mà những sáng tạo đầu tiên của cái lai hình người này ra thì họ đã làm như vậy rồi. Đấy, đấy là cái hay thứ hai của nhà Jean-Paul Gaultier để các ông đi kể nhá. Về cảm hứng sáng tạo của Jean-Paul Gaultier Paradise Garden này thì nó được lấy cảm hứng trên bộ sưu tập Thu Đông vào năm 2010-2011. Và tôi đã rất tò mò là bộ sưu tập Thu Đông đó có cái gì. Thế nên là tôi đã đi tìm, quay trở lại về thời trang, đi tìm thêm năm 2011-2010 họ có cái gì. Và tôi không hiểu rằng nó có sự liên kết nào ở trong cái phần thiết kế này. Các bạn có thể thấy là cái phần vỏ hộp của chai nước hoa này nó có một cái biểu tượng hình con rồng. Và hình con rồng này chắc chắn là hình con rồng châu Á nha, để cho các bạn dễ dàng nhìn nha. Tại vì rồng châu Âu thì thường là nó sẽ có cái rồng phương Tây ý, thì nó sẽ có cái cánh. Nhưng mà những cái con rồng mà không có cánh này thì nó là rồng kiểu biểu tượng kiểu châu Á. Và cái màu sắc này thì cũng có phần rất là quen thuộc. Hình kể cả hình những cái con như mình nhìn ở đây là kể cả có con công nhá. Các bạn có thể nhìn thấy hình con công ở trên này. Đó. Nên là tôi cũng thấy cái xu hướng chuyển dịch đánh tới thị trường châu Á, các nét văn hóa ở châu Á khá nhiều của những cái thương hiệu phương Tây. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao là họ lấy cảm hứng từ 2010-2011 trong bộ sưu tập đó. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thiết kế về cái phần lá nho. Đây là phần lá nho để che đi cái phần nhạy cảm, một cái điểm nhấn duy nhất của cái chai nước hoa này so với những người đàn anh đi trước về phần màu sắc nữa. Tiếp tới thì chúng ta sẽ nói về phần mùi hương. Chắc chắn một câu hỏi rằng có xài được mùa hè hay không? Câu trả lời của mình rằng không, nhưng cũng có. Lý do vì sao thì mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Chứ tôi sẽ chia sẻ cảm nhận của tôi về mùi hương này. Khi các bạn xịt cái mùi hương này ra mà các bạn nhìn cái phần
giới thiệu về nốt hương ấy, các bạn đã thấy có bạc hà, có khá nhiều citrus, hình như mình nhớ không nhầm có cả gừng. Và chúng ta sẽ nghĩ rằng so với những người đàn anh đi trước thì nó sẽ là một cái lựa chọn có thể xài được mùa hè, thay vì Le Beau phiên bản gốc hay là Le Beau Le Parfum nó có phần quá nồng, thì con này chắc là một trong những con mà Le Beau trong Paul Gaultier thay đổi hay sao. Nhưng kéo của Châu trả lời rằng không, mùa hương này khi vừa mới chạm lên da các bạn đã nhận thấy một cái mùi bạc hà khá rõ rệt. Nhưng bạc hà ở đây nó không phải là cái nét bạc hà tươi, cảm giác mát lạnh, mà cả bạc hà ở đây nó có cảm giác hơi khô, và nó làm mình nghĩ tới những cái hôm mà mình đi ăn những cái đồ cuốn ấy, nó có lá bạc hà nhưng mà nó bị héo. Đó, nó cũng có cái nét của bạc hà đấy, nhưng mà cái sự tươi mát nó không còn, mà nó bị héo đi rồi, nó bị rút bớt nước đi. Và ở đằng sau cái mùi hương này, nếu như các bạn ngửi kỹ ở phần top note, các bạn nhận thấy một cái bay mùi ngọt chỉ trực chờ để bung ra. Và nó chỉ chờ kiểu bạc hà giới thiệu ở cái phần kiểu MC chương trình, về phần nội dung chương trình ra sao, và bạc hà và vanilla nó sẽ nhảy lên ngay lập tức. Thì ở cái phần đầu nó làm mình nghĩ tới những cái bánh mà có vị vani đó, xong rồi điểm một xíu xíu bạc hà vào đấy, thế thôi. Và sau đó khoảng tầm 10 đến 15 phút thì vanilla bung tỏa lên, tạo nên một cái mùi rất quen thuộc, rất DNA của Jean Paul Gaultier Le Beau hay kể cả Le Male, thì các bạn sẽ xuất hiện ở đây. Mùi hương này sau khi dry down khô ở trên da, nó trở thành một cái bay mùi là mình nghĩ tới những cái miếng dừa khô vừa mới ra lò, có một cái độ khói hơi kiểu bị nướng cháy, kết hợp cùng với cái nét ngọt ở trên vanilla ở trong chai nước hoa này, và nó tạo nên một cái tông mùi ngọt cực kỳ quen thuộc. So nó với những người đàn anh đi trước thì mình phải nói rằng đây là một cái phiên bản đã tiết chế hơn khá nhiều về độ ngọt và điều chỉnh khá nhiều ở phần top note, đó là cái sự khác biệt. Thế thì tại sao mình lại nói rằng chai nước hoa này không xài được mùa hè? Đầu tiên đó là trong tầm giá của Le Beau Paradise Garden, các bạn có rất nhiều lựa chọn để mua với một cái nhóm mùi chủ đạo là cam chanh. Với cái khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam, nhiệt độ trung bình những ngày mà vào mùa hè nó sẽ rơi khoảng tầm từ 32 độ từ buổi sáng sớm cho đến giữa trưa tầm 40, thậm chí rằng hơn. Với thời tiết Hà Nội thì các bạn cũng sẽ thấy rằng dù là buổi tối thì nó cũng không hề mát mẻ hơn là bao nhiêu, hầm hập, chứ nó không như thời tiết ở Sài Gòn buổi tối nó lại mát mẻ có nhiều gió. Thì chai nước hoa này không phải là một lựa chọn các bạn có thể sử dụng, mà mình vẫn ưu tiên những lựa chọn có cái tông mùi cam chanh và mang lại một cái cảm giác siêu fresh, đừng có mix một chút nào ngọt, rất khó xài. Đó, đấy là trên quan điểm của mình. Nếu mà so con này với những cái chai nước hoa ở phân khúc khác thì chai nước hoa này không phải là một lựa chọn mình sẽ lựa chọn vào mùa hè, đặc biệt là với những thằng như mình đang có cái xu hướng là lựa chọn những cái tông mùi vừa phải về hiệu năng nữa, thì Le Beau Paradise Garden không phải là một lựa chọn thông minh. Thế thì cái vế tiếp theo là tại sao mẹ nói chai nước hoa này có sử dụng được vào mùa hè. Thực ra thì ở đây rất là dễ, đó là nếu như bạn so sánh với những chai nước hoa phổ thông của nhà Jean Paul Gaultier thì chai nước hoa này lại là một chai dùng được mùa hè trong cả bộ sưu tập của nhà này, phổ biến ở trên thị trường Le Male, Le Male Le Parfum, Le Male Elixir, Le Beau, Le Beau Le Parfum, thì đây là chai có thể sử dụng được mùa hè. Tại vì cái phần hiệu năng của chai nước hoa này nó đã được giảm bớt về cái phần độ tỏa, mặc dù nó không tỏa ngào ngạt như những người đàn anh đi trước, tầm một cánh tay sau 2-3 tiếng nó vẫn như vậy, thì em này có phần nhẹ nhàng hơn. Các bạn đã nhận thấy là sau khoảng tầm 1 tiếng thì nó sẽ trở thành một cái mùi hương độ tỏa tầm nửa cánh tay thôi. Đây là một cái độ tỏa khá là ổn, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được rằng nhà trong Paul Gaultier họ thừa sức có thể làm cho cái phần hiệu năng nhẹ nhàng hơn, mùi hương dễ chịu hơn để phù hợp với cái thời tiết ở Việt Nam. Nhưng đây là một thương hiệu toàn cầu, họ không việc gì phải làm để phục vụ mỗi thị trường Việt Nam cả. Thị trường Việt Nam nó chưa đủ lớn đến mức đấy, và họ có một cái tệp fan cực kỳ lớn, đó là những người thích độ bám tỏa tốt, mùi ngọt ngào, thu hút. Vì thế thì họ sẽ không bao giờ làm thế đâu, nên là mình nghĩ rằng là dù vài năm nữa đi chăng nữa, dù mỗi một năm chúng ta có thể nhận được 3 đến 4 flanker, thì Jean Paul Gaultier họ sẽ không bao giờ có một chai nước hoa nào sử dụng được vào mùa hè khí hậu ở Việt Nam. Nên các bạn đừng mong
mong chờ. Và mình có thể khẳng định luôn là qua tất cả những con mà mình đã xài của nhà Jean Paul Gaultier thì gần như rằng những con còn sản xuất không trái nước hoa nào xài được mùa hè ở Việt Nam cả. Khẳng định với các bạn là như vậy. Đó, còn với những bạn mà kiểu thích những cái mùi ngọt và mùa hè bám tỏa tốt, không quan tâm là cái cảm giác ra sao, mọi người như thế nào, thì các bạn hoàn toàn có thể mặc. Cái đấy là cái mà cái quyền sở hữu chai nước hoa là của bạn, bạn xịt ra sao là của bạn. Bạn không quan tâm đến những người ở xung quanh thì nó ok. Chỉ là ở đây mình nói đến sự tinh tế trong cái việc xịt nước hoa để làm sao vừa thỏa mãn bản thân mà vừa gây mang tới một cái cảm giác dễ chịu cho những người xung quanh. Không phải ai cũng muốn xịt ngửi thấy mùi nước hoa của bạn. Nó giống như bạn không phải lúc nào bạn cũng thích người khác đánh giá bạn. Đó. Nên là với mình thì mình đã giải thích rất là rõ. Còn về cái độ lưu hương của chai nước hoa này thì nó vẫn rất rất tốt. Trên da mình đến thời điểm hiện tại mình test khoảng tầm đâu đó 5 đến 6 buổi rồi thì Le Beau Paradise Garden nó lưu được khoảng tầm 10 tiếng ở trên da. Kể cả sau khi mình tắm thì nó vẫn còn một cái lớp xạ nhẹ nhẹ, sạch, hơi ngọt ngọt ở trên da. 10 tiếng là điều hoàn toàn thừa sức so với bột xịt. Con này thì nếu như hỏi tôi rằng nó sẽ dùng thời điểm nào phù hợp nhất thì Le Beau Paradise Garden nó sẽ đẹp nhất khoảng tầm 30 độ quay đầu, và 25 độ là một thời điểm cực kỳ tuyệt vời để các bạn có thể xịt. Các bạn có thể mặc cái mùi hương này để vào những ngày thời tiết như mình nói, hoặc là đi chơi buổi tối ở trong một cái môi trường như kiểu đông người, các bạn cần một cái sự thu hút, cần một cái kiểu những người xung quanh biết bạn là tâm điểm bởi cái phần mùi hương, thì đây là mùi hương dành cho bạn. Về cái phần phong cách ăn mặc thì mình cũng nghĩ rằng là có lẽ sẽ là những anh chàng hơi bảnh bao, trải chuốt, nhưng mà không phải là cái kiểu trải chuốt theo lịch sự, mà là sẽ hơi thời trang, hơi phá cách. Các bạn chỉ cần xem về cái trailer quảng cáo của nhà Jean Paul Gaultier thì các bạn có thể thấy rằng là những cái anh chàng được xuất hiện hay những cô gái được xuất hiện trong cái trailer giới thiệu của nhà hương này luôn luôn là những cô nàng nóng bỏng, những chàng trai với những kiểu thân hình sáu múi, quần jean trông rất kiểu bụi bặm, kiểu sôi nổi, hòa đồng, trẻ trung. Thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp với các bạn trẻ đâu đó tầm 18 tuổi, 20, 22, cần một cái mùi hương nổi bật, thu hút, ngọt ngào, bám đoạt tốt, thì đây là con rất ok. Còn với những người già như mình thì xin phép là mình để sang một góc. Có lẽ rằng là chắc là từ giờ đến khi mà tôi không làm nước hoa nữa thì tôi cũng không bao giờ tôi xịt những cái mùi này lên người cả. Tại vì tôi có nhiều lựa chọn hợp với gu thời trang của tôi hơn. Với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm mỗi mùi hương phù hợp với phong cách ở thời điểm hiện tại của chúng ta, chứ chúng ta không nên chạy đua theo đám đông. Đó, và đó là toàn bộ cảm nhận của mình về em này. Bám tỏa tốt, mùi vẫn giữ được DNA đặc trưng của nhà Jean Paul Gaultier, hộp đẹp. Chọn một chai xài được mùa hè ở nhà này thì đương nhiên sẽ là con này rồi. Đó. Còn bảo là dùng được mùa hè không thì chốt lại là không. Và nếu như các bạn đã từng thử qua em này, tôi biết là nhiều ông thử quá lắm, rất mong các ông có thể mạnh dạn bình luận ở phía dưới để cho mọi người cùng biết. Và nếu thấy video hay thì việc like, share, ấn chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.